có sự thay đổi ở vị trí chuyền hai, nhưng mà Phan Thanh Hải đã ra chân để nhiều, và đó là vị trí của chuyền hai Quang Cường. Bóng vẫn còn, xử lý rất tốt của số 5 Huỳnh Văn Hảo. Của Quang Cường. Và tỷ số giờ đang là 2-1 nhưng mà các viên bên phía FPT. Bóng thủ tốt. Bóng vẫn còn. Bóng vẫn quốc. Đó là hay. Bóng trái cực kỳ khó chịu. Hai đều. Tốt, bóng vẫn còn. Thành Tuấn rất nhẹ nhàng và lại tinh tế liệu dành cho vận động viên Ngô Hồng Sơn. 3-2. Tốt của Huỳnh Văn Hào, chặn chặn rất cao của Hồng Sơn. Và lần này thì không có một chút sai lầm nào đến từ phần đội bóng của đúng rồi. 8 đều rồi. Tốt. Và là bóng sau vạch 3m của Văn Hảo rất tinh quái. Lỗi rồi. Có điểm số dành cho FPT. 9-8. Phan Vân bóng không được rồi. Đến công của số 10 không thành công. Điểm của Hồ Sơn kín đều. Hảo thủ như cu em Lâm Quảng Bình, Thanh Tuấn, Hồng Phước, Đoàn Văn Quốc. Thì FPT họ đang thi đấu rất bản lĩnh, xử lý rất khôn khéo. Đấy. Anh xử lý rất khôn khéo đến từ vị trí chuyền hai Quang Cường. Thẳng vào vị trí số 1 bên phía chuyền hai Quang Cường sẽ là người phân bóng. Văn Hào xử lý cực kỳ tinh quái. Văn Hào đang thi đấu cực kỳ bản lĩnh ở trong màu áo của FPT. Đi ra ngoài, đổi điểm dành cho Ngô Anh Sơn. 15-16. Tốt. Văn Hào. Bóng vẫn còn. Bóng vẫn còn. Phòng thủ rất tốt của đội viên Liverpool bên phía FPT. Những pha đập bóng và phòng thủ rất tốt của cả hai đội. Thành Tuấn. 16 đều. Trận đấu này kéo vào set thứ 3 thì thật là ngạc nhiên. Một chút bất ngờ diễn ra ở trong buổi chiều ngày hôm nay chăng? Cú em. Bóng vẫn còn. Phản công dành cho bên của Ngô Anh Sơn. Cú em. Quay. Bóng rất mạnh của cú em Long Quảng Bình. Vâng, chặn bóng thành công. Và cô em Long Quảng Bình đã ghi hai điểm số liên tiếp để giúp cho Ngô Anh Sơn lên điểm số thứ 21. 21 đều.
chương trình giải trí, chương trình khuyến mãi dịp Noel đã kết thúc đối với này trường học FPT. Không còn cơ hội nào nữa. Món quà không thể tuyệt vời hơn. Sân bòi đã thuộc về các đội viên của Ngũ Hành Sơn. Đúng như tôi đã nói thì chương trình khuyến mại đã kết thúc đối với này FPT rồi. Đúng thế nào? Kết thúc rồi. Sau mạch 3m của Văn Hào đi ra sân, đồng thời cũng đã quay đi tấm vé bước vào trong vòng 4 đội mạnh nhất. Chia buồn với lại các đồng viên bên phía FPT, xin chúc mừng Ngũ Hành Sơn.